Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua bất cứ crispy chicken sandwich hay Big Mac. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1 -8 -319 princesslife com Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn com Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Đô Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Đô Sài Gòn TV. Chúng tôi có ở trên nền tảng Facebook và YouTube để coi live, coi lại sau đó. Lido Sài Gòn TV.com là trang nhà và có nhiều chương trình trong đó, cũng như TV bình thường ở miền Nam California là 56.10 rất vui được gặp lại các bạn trong ngày thứ tư hôm nay 23 tháng 11/2022. Mai là 24 là bắt đầu chúng ta được nghỉ để ăn lễ Thanksgiving rồi thứ sáu chúng ta lại rục rịch để đi mua sắm những mặt hàng Black Friday sale, thứ bảy chủ nhật cũng đi shopping tại vì sale sale này là sale từ đầu tháng cho tới giờ rồi <laughs> thưa quý vị lúc nào cũng là sale à, ngày hôm nay á là ngày gọi là gì tiền thanksgiving ừ. à, ngọc lan biết là rất là nhiều hãng xưởng có nơi á thì lại cho À, công nhân cho nhân viên nghỉ từ ngày hôm nay à, Nhưng mà phần nhiều thì họ cho về sớm ngày hôm nay Tức là thay vì làm cho đến chiều Thì nhiều khi đến buổi trưa xong á, là tổ chức tiệc ăn ở trong mà công ty Trong hãng xưởng xong là đi về Rồi họ sẽ bắt đầu nghỉ từ chiều nay qua hết ngày Thanksgiving là ngày mai thứ năm 24 tây tháng 11 À, một số nơi thì cho nghỉ luôn nguyên tuần luôn đến tới thứ sáu thứ bảy chủ nhật thứ hai đi làm lại nhưng mà có nơi thì thứ sáu phải đi làm lại thì cái đó cũng hơi một tí đúng rồi à, như anh Nguyễn Trường vừa mới nói thì cái chuyện mà nó như một cái truyền thống của Mỹ rồi sau Thanksgiving thì là Black Friday là một cái ngày thường là nói là một cái ngày sale lớn nhất ở trong năm và người ta sẽ căn cứ một cái ngày đó để người ta xem cái doanh số bán hàng của năm đó như thế nào. Giống như là cái dịp đó là một cái dịp bắt đầu người ta những cái hàng mà cũ là làm sao họ đẩy đi cho hết để họ kiếm chỗ họ đưa cái những cái mặt hàng mới cho năm 2023 trở về nhưng mà bây giờ đó càng ngày càng lúc đó, thì cái à, truyền thống nó nó cũng bị à, nhạt phai đi ít nhiều bởi vì ngay từ đầu tháng 10 là bắt đầu là mình đã thấy sale 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 rồi cho đến ngày Black Friday thì có thể là có thêm một vài những cái đặc biệt nữa mà thôi. À, ngày mai đó thì à, những nơi nào sẽ đóng cửa, nơi nào mở cửa thì ở đây để à, <laughs> mình xem cho biết chứ không thôi nhiều người à, chưa có quen đó à, cái ngày nghỉ ở nhà không ăn tiền gì hết nghỉ thôi đi shopping nhưng mà đi shopping rồi thì ra để đó thì đóng cửa <laughs> thưa quý vị là Walmart nè target nè best buy đều là đóng cửa hết trong ngày thứ năm ha trong ngày thứ năm rồi xong rồi sau đó thì họ sẽ uh, mở cửa vào ngày uh, thứ sáu có nơi thì mở cửa từ uh, sáng sớm của ngày thứ sáu có nơi thì bắt đầu bảy tám giờ sáng của ngày thứ sáu họ mới mở cửa uh, Co cũng đóng cửa uh, Warren thì mở cửa quý vị cần những cái um, đồ gì cần thiết á, chạy ra Warren để mình mua uh, trader joe đóng cửa nè whole uh, Foods thì mở cái oh, ngày đấy mình nghĩ đồ ăn người ta đã chuẩn bị hết rồi còn chạy Đúng ra rồi. mua làm gì gì? <laughs> giờ chót cũng có nhiều người đi mua oh, yeah. chứ? Nhưng... Uh, Roger thì mở cửa nè, uh, rồi một số những cái cửa tiệm ở uh, CVS uh, thì tùy theo uh, Home Depot đóng cửa ngày hôm đó có ai có hư bể ống nước gì là chắc cũng chịu thôi. Uh, Riot <laughs> mở cửa, uh, Costco đóng nha, uh, Stable đóng, uh, Starbucks thì cũng tùy. Uh, Messi đóng cửa thì đó là một số nơi mà mình sẽ thường hay đi, quý vị sẽ thấy đó là cái lịch đóng cửa mở cửa uh, riêng một nhiều nơi đó. Hồi đó thì. Uh họp bắt đầu Black Friday là từ lúc 12 giờ đêm của ngày thứ năm tức là gọi là không giờ của ngày thứ sáu nhưng mà bây giờ nhiều người á người ta ngại cái chuyện là không có muốn xếp hàng đi buổi tối nữa thì chờ đến sáng sớm ngày hôm thứ sáu đó mới bắt đầu ra để đi kiếm còn không thì cứ online mà shop thôi à, trong khi đó thì nếu mà quý vị yêu bóng đá thì những ngày vừa qua chắc chắn từ hôm chủ nhật cho tới hôm nay đó là nhiều trận banh đã sôi nổi lắm à, Quý vị đã theo dõi rồi như ngày hôm qua đó Trong cái trận mà Pháp à, đá với lại Australia Thưa quý vị Thì đội Pháp trong nửa hiệp đầu à, Không có gọi là hào hứng cho lắm Thế nhưng nửa hiệp 2 thì ngựa về ngược Và mới đầu Pháp bị dẫn trước là một 0 Nhưng mà sau đó Pháp ăn lại tới bốn một lận bốn trái sau đó vào wow. Lúc này người ta mới thấy là đội Pháp hung hăng dễ sợ luôn. Qua tới hiệp 2 thì đội đầu vô rồi đá vô. Những cái đường truyền banh nó rất là đẹp thôi với quý vị. Đó là ngày hôm qua. Nhưng mà <laughs> hiện tại giờ phút này cái bảng thi đấu thì đội Đức uh, đang thua đội Nhật là 2-1. Thì không biết là đã có hết giờ hay chưa Ngọc an ơi full time chưa full time chưa Đi tịch thi đấu ngày hôm nay hôm nay thì có đội à... full time rồi full time rồi hả hai một hay là gì hai một hai một vậy là đội nhật thế là sẽ có người nhảy lầu nữa nhật. bao nhiêu người đang là cá đội đức ngày hôm nay cũng là đội chấp người ta nữa mà lại thua Chết nhật rồi. mà thắng đức hả nhật mà thắng đức đức năm nay, đức, uh, đức được gọi là cỗ xe tăng thì bởi vậy à. đã nói là ngọc lai không có rành đá ban đâu nhưng Ôi. mà uh, nhiều năm đi theo dõi để mình mình chỉ làm tường tường trình lại cái không khí thôi ừ. cho nên là cũng biết là đội nào mạnh đội nào yếu nghe người ta nói đó nhưng mà ở đây thì biết rằng là đức là một trong những đội mạnh mà Đúng bây rồi. giờ mà năm nay thấy nó cái kết quả nó đảo ngược rất là là cũng, lạ hả cũng giống như là ngày hôm qua đó đội pháp là đội đương kim vô địch đi ừ tự nhiên cái mới đầu vô đã mới hiệp một thôi mà tự nhiên bị thua người ta hết một trái một không cái là mình cũng mất hứng luôn ừ. mình nói ủa sao kỳ vậy ta hay là nó có cái gì hay là nhiều cầu thủ bị thương không ra hay là sao cuối cùng ông hăng quá ông bị thua một trái rồi ông làm bốn trái khác liền <laughs> đó là cái uh, mà, nói về đá banh uh, cái cái uh, tỷ số mà Huề nhau á uh. uh, không không cũng nhiều nữa mà đội mẹ ngày hôm qua ông vui đó đội uh -huh. mẹ đá với đội ba lan đó yeah. phần lan đó Ba Lan à Ba Lan à, Portland Ba Lan à ừ. không không dạ ừ, yeah, à, Không, không. Đã tới hết giờ luôn, mà ừ. không có trái nào hết giờ Rồi Đội uh, với lại Russia cũng không không. dạ ừ. ngày hôm nay thì 8 giờ sau chương trình cà phê sáng sẽ là đội uh, Spain với lại Costa Rica. Đó là rồi đến 11 giờ sáng thì là đội Bỉ đá với lại Canada những cái đội này như thế nào phải chờ anh trường hỏi à, anh trường nói hôm nay nó mạnh nó yếu hôm nay, làm sao tám giờ sáng là ngay sau khi mà mình vừa hết à, cà phê sáng là bắt đầu vô trận tây ban nha với costa rica ừ. rồi nhật bỉ và canada là 11 một giờ trưa nè thì trong khi đó thì à, ngày hôm qua đó đội à, mễ với lại đội ba lan thì là huề không không pháp úc là bốn một à, hôm nay à, maroc à, croatia bản F Đức và Nhật thì là đã là thua rồi, full time rồi là 1 2 rồi. Thấy tự nhiên cái Nhật thắng một cái <laughs> trong khi Đức là đội chấp người ta nữa. Không à. hiểu sao luôn. Rồi anh anh Trường có cá độ không? Thì cũng kiếm tô phở ly cà phê. Ừ. <laughs> thì cũng nhà hẹn hò với nhau là ai thắng thì phải dắt người kia đi uống cà phê gì đó đó nhưng mà thấy là mấy bữa, bữa đây mình mất mấy ly cà phê rồi đó <laughs> à, chưa thấy gì hết dạ yeah, mấy mấy năm trước thì cũng vậy à, mỗi lần đến này thế kế là cũng đồng nghiệp cũ cũng à, bắt mà nhiều khi một đồng hai đồng cho nó cái không khí nó rần rần cũng vui à, nhưng mà à, những người mà cá độ <laughs> giống như là cơm áo hay là phải ồ, tán ra bài sản thì cái đó là mình phải tránh nha quý vị phải tránh thật là tránh à, trong thời gian qua thì nhiều quý khán giả Thắc mắc về cái chuyện mà cái tiền mà của tiểu bang Cali cho lại gọi là người thì gọi tiền xăng rồi gọi đủ thứ cái tên gọi hết trơn á. Thì bây giờ hôm nay á người ta đã cập nhật cho Ngọc Lan thấy đây là một cái cập nhật mà rất là chi tiết để quý vị khỏi phải bận tâm nữa. À, đối với lại những người mà coi như là direct deposit á thì một cái đợt đầu người ta đã à, gửi ra là từ ngày 7 cho đến ngày 25 tháng 10 của năm 2022, à, rồi một số những người mà um, giống như là quý vị uh, lúc đó mới yêu cầu cái cái deposit đó thì từ 28 tháng 10 cho đến 14 tháng 11 là vừa gửi ra. Còn bây giờ những người mà họ sẽ gửi thẻ đó, cái thẻ debit card đó, thì uh, ở đây mình thấy cái này chi tiết nè, đó là những người mà cái họ bắt đầu bằng chữ A cho đến chữ Y thì người ta đã gửi ra từ ngày 24 tháng 10 cho đến ngày 5 tháng 11. Đây là cái họ đó. Cái họ nha. À. Người ta sẽ căn cứ vào họ cái last ừ. name, uh, last name mà từ chữ F đến chữ M thì là gửi ra từ ngày 6 đến ngày 19 tháng 11. Những người mà last name là N và V nè họ họ Nguyễn, à, <laughs> họ Nguyễn à. nè, uh, thì sẽ là từ 20 tháng 11 đến 3 tháng 12. Cho nên là cái chuyện mà nhiều quý vị chưa nhận được là chuyện bình thường. Uh, rồi last name mà bằng chữ W đến chữ Chữ, G đó, chữ Z đó, chữ Z thì là từ ngày 4 tháng 12 cho đến ngày 10 tháng 12. Um, last là những người mà GSS cái cái này Ngọc Lan để một hồi Ngọc Lan check lại thì sẽ nói thêm với uh, quý vị về những cái last name tiếp theo. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại.